Chúng ta mình Miu xin chào anh nha. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay thì Miu lại thực hiện một video clip tiếp thị giới thiệu tới toàn thể quý anh em yêu nhạc. Thời gian này thì anh em cũng biết rồi, cũng cận sắp Tết rồi. Thì cũng rất nhiều anh em có nhu cầu đầu tư mua sắm những bộ cấu hình cao âm thanh thì hôm nay bên em mình Miu lại tiếp tục về thêm hai cặp 4726A Series 2 của Mỹ. Cực kỳ tuyển chọn anh em chưa? Mời anh em tập âm nghe chất của nó. Nói đến 4726A thì một lần nữa Hiền Mưu nhấn mạnh giới thiệu kỹ về cặp loa này. Đối với cặp loa này thì sẽ sở hữu một bát 40 thuộc đời 4 số Mỹ bái đời A. Loa bát sở hữu bát 4 ohm, loa chép sở hữu 16 ohm. Loa bát sở hữu từ 2.2 cu 100 và loa tép kèm sở hữu cũng từ 2.2 cu 100. Đôi loa này thì có độ hoành tráng đẳng cấp về chất tiếng của nó anh em nhá. Đôi này anh em có thể vừa nghe tất cả thể loại nhạc từ nhạc nhẹ đến nhạc mạnh và hát cao kê thì tiếng mic của nó cực kỳ mạnh, uy lực. Dễ hát anh em nhá. Đặc biệt tới A thì tiếng của nó sẽ mềm và ấm áp. Anh em nghe. Nghe đôi này sạch sẽ lắm anh em nhá. Em nghe tiếng của nó. Và đặc biệt thì quay cận cảnh để em biết là độ mới của nó. Trên mặt tép 16 ohm nó đánh giải cao thì không chịu được. Hay. Chất tiếng của chiếc vang JBL KX180 này phải nói là ra từ phần nhạc và phần mic không chê được. Nhiều anh em hỏi Hiền Mưu là sử dụng con vang số rồi có cần sử dụng nâng tiếng không? Hiền Mưu cũng tư vấn luôn là đã là loa xịn thì không phải sử dụng nâng tiếng. Đã là vang số xịn thì không đưa nâng tiếng vào anh em nhé. Có hai cặp 4732X, cặp sau xe đạp mới đóng còng luôn này anh em nhá. Đây. Mới. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhá. Xuất sắc luôn. Thì Miu bảo tháo ra để quay cho anh em nhưng chưa quay được, chắc còn mai mới quay được. Hai đôi nào cũng đẹp nhưng mà đôi này thì mới hơn. Tám hai năm có rất nhiều bốn âm cảm đẹp. Em nhu cầu mua 4726A mức giá dưới 50 triệu liên hệ em nhá. Bao nhiêu đôi này thì nó tuyển chọn thì Miu cũng báo cho anh em nét căng vậy. Còn những đôi mà xấu hơn thì họ có thể bán 42, 43. Nhưng đôi này thì cửa tiền ngoài 45 triệu em nhá. Hơi lắm. 48 triệu chính xác đây em nhá.
em dưới 7,38 đẹp võ mỏng. Rồi. Rồi, cho anh em nghe một đoạn liên khúc nhạc tiếp. Đến nơi rồi, anh em làm bộ loa chơi cho hàng xóm phải kính để đây anh em nhá. Thôi hiện tượng quay vậy thôi, anh em nào nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhé. Còn video clip sau thì em nhu cầu mua đôi này mình sẽ tháo tung ra để tháo cả hai đôi vào ngày mai đi. Hôm nay thì cơ bản tối này bận rồi, đi ăn cỗ bây giờ. Một nữa xin chào anh em nhé.